Rồi, Xuân Nhân xin chào cả nhà mình ha. Trước màn hình của nhà mình hiện giờ là các bé ở trạm Bạn Lon đó cả nhà mình nha. Bạn Lon á thì đi kêu gạo giùm cho Xuân Nhân rồi cả nhà mình. Có một mạnh thường quân tên là chị Hạnh Cam Ranh hỗ trợ cho bạn Lon 100 kg gạo, bạn Hà Chi 100 kg gạo, và có một mạnh thường quân xin dấu tên ủng hộ cho bạn Hà Chi 10 triệu kêu Siêu Nhân mua 500 kg gạo, còn tiền mặt thì hãy giao. Thì Siêu Nhân đến mà trời mưa rồi tối nữa, Siêu Nhân nhờ bạn Lon đi kêu giùm rồi cái nhà mình ha. Bạn Lon đang đi kêu gạo, còn các bé ở đây là của bạn Tâm nè cái nhà mình. Đó, trời ơi sủa. Nhà có bốn đứa mà ở nguyên cái nhà bự ghẻ giường bọng như vậy, giữ nguyên thau cơm luôn. Trời ơi, cơm nguyên nồi không ăn, nằm giữ. còn đây anh ngáo mặt ghét không sủa nữa, hai con mắt con màu này con màu kia. Rồi các bé bên ngoài này là cũng của em Tâm ở cái nhà mình ha. Còn dài trong đường trong nữa mà thôi, Xuân Nhân không có ai hết, mở cửa thôi, Xuân Nhân không vô. Bây giờ mời cả nhà mình qua trăm bạn Hà Chi với cùng Xuân Nhân nha. Rồi, các bé ồn lắm nha cả nhà mình. Đó, chạy lung tung. Có cái đường này Xuân Nhân thích nè, đi tham quan được, các bé không có tràn ra chân. Chạy lung tung, các bé hơi ồn nha cả nhà, thông cảm ha. Để Siêu Nhân chồm máy vô, Siêu Nhân quay cho cả nhà mình xem nha. Theo ta tới tay Siêu Nhân luôn. Siêu Nhân nhìn thấy cũng sạch sẽ thoáng lắm cả nhà mình ha, rất là sạch. Chuồng tược rồi, chuồng rất là nhiều, nhưng mà cả nhà mình để ý kỹ ha. Các bé đứng trong chuồng nhưng mà chuồng được mở cửa nha cả nhà mình, có nghĩa là không có nhốt á. Chủ nhân nhìn thấy cũng đông lắm cả nhà mình ơi. Bạn Hà Chi thì còn có căn trạm kế bên nữa cả nhà mình ha, trạm cũ á, còn này là trạm mới. Nhân lòn máy vô quay cho cả nhà mình xem ha. Đây là các bé ở trạm bạn Hà Chi, người phụ nữ 35 kg 38 kg gì đó, nuôi nhiều đầy con nè. Thì Xuân Nhân cũng vừa quay các bé cũng vừa xin nhắc với cả nhà mình ha. Ở đây là các bé ở trạm bạn Hà Chi. Bạn Hà Chi thì được chị Hạnh Cam Ranh gửi cho 100 kg gạo, và một mạnh thường quân xin dấu tên ủng hộ 500 kg gạo, còn lại bao nhiêu đưa tiền. Tổng số tiền mạnh thường quân xin dấu tên này là 10 triệu cả nhà mình nha. Thì bạn Lon đang đi kêu giùm cho Siêu Nhân 700 kg gạo, của bạn Lon 100 kg, của bạn Hà Chi tổng cộng là 600 kg. Cảm ơn chị Hạnh Cam Ranh và một mạnh thường quân xin dấu tên rất là nhiều ha. Siêu Nhân vừa quay các bé cũng vừa tâm sự với các bé với cái nhà mình chút xíu ha. Siêu Nhân đang còn giữ một số tiền của cái nhà mình cũng khá nhiều, Siêu Nhân đã đọc clip trước rồi ha. Thì Siêu Nhân xin cả nhà mình khoan gửi tiền cho Siêu Nhân đã, đừng có gửi tiền qua chuyển khoản hay là gửi vào địa chỉ cũng vậy cái nhà mình ha. Siêu Nhân xin cả nhà mình tạm ngưng để cho Siêu Nhân giải quyết trả hết nợ của cái nhà mình, để nó dây dưa quá. Rồi sau khi mà Siêu Nhân trả hết nợ rồi, Siêu Nhân có gì Siêu Nhân sẽ thông báo lại cho cả nhà mình ha. Thì Siêu Nhân cũng muốn cho làm việc cho nó cụ thể, cho nó rõ ràng tí đó cả nhà mình. Thì mong cả nhà mình trên mọi miền đất nước nghe clip này của Siêu Nhân, thì xin cả nhà mình khoan gửi tiền về cho Siêu Nhân ha. Siêu Nhân chân thành cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Để Siêu Nhân ổn định lại rồi hết rồi, Siêu Nhân sẽ thông báo với cả nhà mình.
các bé hơi ồn ha cả nhà. Cũng thấy cũng nhiều ngăn. Thằng này chị siêu nhân nhìn thấy mỗi ngày mỗi ốm. Dưới đứng đầu leo chuồng đứng dậy. Có được miếng ánh sáng cái nhà mình ha, có được ánh nắng vô các bé nó đỡ hôi và nó đỡ ngứa, đỡ viêm da đồ. Nói chung là phải các bé phải có nắng phơi là tốt. Được rồi, được rồi, được em. Anh đứng ở ngoài này, anh quay vô cả nhà mình thấy rồi. Theo bằng Hà Chi rồi, bay bay lên luôn. Dễ thương. Để siêu nhân quay giáp dòng trạm rồi. Siêu nhân mời bạn Hà Chi ra ngoài đứng mới nói chuyện được, mới tâm sự được ở nhà mình ơi. Bạn Hà Chi mới gửi lời cảm ơn đến tất cả các mạnh thường quân mình. Rồi siêu nhân cũng xin cảm ơn tất cả các mạnh thường quân luôn ha, đã yêu thương siêu nhân, đồng hành cùng với siêu nhân suốt trên mọi nẻo đường. Cả nhà mình xem clip nhớ đăng ký kênh ủng hộ siêu nhân nhé cả nhà mình ha. Siêu nhân làm đây là theo ý kiến riêng của từng mạnh thường quân nha cả nhà mình nha. Siêu nhân không có tự ý giải quyết đâu. Các mạnh thường quân mình là kêu cho chỗ nào làm cái gì thì siêu nhân làm y vậy. Mong có nhà mình cũng thông cảm bớt giùm cho siêu nhân ha. Có nhiều trạm thì cả nhà mình có lẽ là thấy siêu nhân đến hoài, có những trạm thì siêu nhân không có tới, nhưng mà là đây là mạnh thường quân gửi vô thì siêu nhân mới đi mới được. Mong có nhà mình hiểu vậy đó. Nhà mình hiểu giùm cho siêu nhân là siêu nhân cảm ơn, giống như là mạnh thường quân gửi tiền về kêu siêu nhân đến cho chỗ đó thì siêu nhân đến cho chỗ đó thôi. Đôi lúc thì siêu nhân cũng khó lòng lắm cả nhà mình. Thật sự ra cũng cả nhà mình cũng kêu siêu nhân giúp nhiều chỗ mà siêu nhân đâu có tự giải quyết được đâu. Tiền của mạnh thường quân thì rất là giới hạn. Mạnh thường quân thì là kêu siêu nhân đến đâu thì siêu nhân đi như vậy. Giống như cả nhà mình cũng nói là siêu nhân xuống giúp tính mập, siêu nhân không có nhược nhận cái gì đó thì cũng mong cả nhà mình thông cảm. Rồi đây là bạn Lon về nha cả nhà mình. Bạn Lon về các bé đi theo. Gạo thì chút xíu nữa là chở vô. Gạo vô tới luôn cả nhà mình. Đây là 700 kg gạo ha cả nhà ha. Của Hà Chi đó là 700 kg. Của Lon là 100 kg. Ủa lộn. Của em là 600 kg. Của Lon 100 kg là 700 kg. Cái này thì siêu nhân không có kêu nha cái nhà ha. Siêu nhân nhờ bạn Lon kêu giùm nhờ siêu nhân á, tại vì bạn Lon mua gạo thường cho các bé ăn, gạo nào ở đây đó, rồi kêu giùm, chứ còn siêu nhân không có kêu. Ôi bao 50 kg không hả? Trời ơi, bao 50 kg lên chắc chết. Bao 50 kg không là lên chắc chết luôn á. Tổng cộng là 700 kg đúng không Lon? Tổng cộng là 700 kg đúng không? Của em 100 kg, của Hà Chi 600 kg, là 700 kg. Để lên xe tăng bo vô từ từ với nhà mình. Anh em tài xế vận chuyển vô cho Hà Chi. Thì siêu nhân xin nói cả nhà mình ha.
100 kg gạo của bạn Loan, là của chị Hạnh Cam Ranh, gửi tặng cho bạn Loan, và 100 kg gạo chị Hạnh Cam Ranh gửi tặng cho bạn Hà Chi. Còn 500 kg gạo còn lại bên trạm bạn Hà Chi là của một mạnh thường quân xin giấu tên, gửi cho bạn Hà Chi là 10 triệu. Chứ siêu nhân là mua 500 kg gạo, còn lại bao nhiêu tiền thì siêu nhân giao. Là hiện bây giờ trên xe này là tổng cộng là 700 kg. Ăn đi, nhìn nó. Ăn đi. Dặm xong rồi mới dặm một tí xíu rồi mới cho ăn cơm. Rồi cả nhà mình đang coi hình ảnh này là của trạm bạn Loan nha cả nhà mình nha. Đây là các bé mèo của bạn Loan. Thôi tôi siêu nhân đứng ngoài lưới quay vô cả nhà mình chịu khó xem giùm ha. Các bé đang ăn sát cửa rồi không có vô được. Bên kia ngăn nữa nha cả nhà mình. Siêu nhân nhìn thấy khá đông. Và bé mèo thì mập mạp sạch sẽ cả nhà mình ha. Đứa nào nó tròn vo. Trời nuôi khéo thiệt. Mập lắm. Cả nhà mình nhìn kỹ ha, rất là mập. Tròn lắm. Để cát cái đi vệ sinh nữa kìa cả nhà, thấy mấy cái thao không? Tròn do mập lúc. Cái bé Kỳ cũng vậy ha cả nhà ha, bé Kỳ cũng mập mẹp. Sạch sẽ, từ ngày mà cả nhà mình cho tiền làm cái khung bao ở ngoài cho các bé đi vệ sinh ra phơi nắng á. Các bé khác thấy rõ. Có phơi nắng được cả nhà mình. Giờ nói em gì nha. Em được chị Hạnh Cam Ranh hỗ trợ cho em 1.3 triệu mua gạo cho các bé. Chị Hạnh Cam Ranh này đặc biệt là chỉ mua gạo thôi. Ngoài gạo ra chị không đồng ý cho mình mua một cái gì hết. Có nghĩa là chị ăn chay trường ha. Số tiền còn dư lại anh trao cho em ha. Mà nếu mà cái này số tiền còn lại này là em giúp anh cũng như là giúp chị Hạnh Cam Ranh, là em chỉ mua rau củ quả giùm mà thôi ha. Em đừng mua thịt cá trong số tiền này ha. Em hiểu ý anh không, với chị Hạnh không? Em cũng thay mặt các bé ở đây xin cảm ơn chị Hạnh đã hỗ trợ cho em cho các bé, các con em được gạo. Em cũng cảm ơn các sư nhân đã kết nối gửi tới cho các bé con. Anh cảm ơn em nhiều ha. Thôi giờ chúc em được nhiều sức khỏe chăm lo các bé. Hôm nay anh đến đây thăm thì thấy tụi nó mập mạp sạch sẽ, tròn trịa hết á, mèo cũng vậy mà chó cũng vậy luôn, rất là vui rất là mừng ha. Đứa nào có nấy cả nhà mình thấy nè, thật sự ra tròn đều và sạch sẽ, mèo cũng vậy luôn, chó cũng vậy luôn. Rồi bây giờ siêu nhân mời cả nhà mình qua bạn Hà Chi với siêu nhân nha. Rồi đây là bạn Hà Chi nè nha cả nhà mình ha. Anh nói em vậy nha. Hôm nay em được một mạnh thường quân xin dấu tên hỗ trợ cho em 10 triệu ha. Kêu anh là mua cho em là 500 kg gạo còn dư tiền mới giao lại cho em. Và có chị Hạnh Cam Ranh hỗ trợ cho em 1.3 triệu mua cho em 100 kg gạo.
Nhưng mà thật sự ra 100kg gạo của chị Hạnh Cam Ranh là không tới 1,3 triệu. Thì bây giờ là anh giao số tiền dư lại cho em. Anh yêu cầu em là không được dùng cái số tiền của chị Hạnh Cam Ranh là mua bất kể một cái gì mà thịt cá gì hết. Nói chung là chị bây giờ số tiền dư của chị Hạnh Cam Ranh, em chỉ được phép dùng tiền của chị Hạnh Cam Ranh là mua rau củ quả thôi. Ha, chị Hạnh Cam Ranh là ăn chay. À, số tiền còn dư của Mạnh Thường Quân xin giấu tên đó là anh giao lại cho em. Tổng cộng là đây là dư lại là 5.180.000. Em đếm đi. Em đếm cho 5.180.000. À, 200.000 thì dư 200.000. Anh không có tiền lẻ. Bây giờ vậy nha. Em nhận 600kg gạo tổng cộng. 500kg là của Mạnh Thường Quân xin dấu tên. 100kg là của chị Hạnh Cam Ranh. Số tiền dư hai bên cộng lại là thành 5.180.000. Thì trong đây là nó chủ yếu là hơi cho mình bận tâm tí xíu, rắc rối chút xíu. Là số tiền của chị Hạnh Cam Ranh là 280.000. Em dùng số tiền đó em chỉ mua rau củ quả thôi. Còn số tiền mà dư của Mạnh Thường Quân xin dấu tên này thì có thể là em mua cái gì đó cho các bé cũng được. Đó là tùy em ha. Hôm nay anh Siêu Nhân đến gửi tấm lòng của Mạnh Thường Quân, của chị Hạnh và một Mạnh Thường Quân xin được dấu tên đã giúp đỡ cái con của mình. Thì mình rất là biết ơn và rất là trân trọng cái tấm lòng của các Mạnh Thường Quân đã yêu thương các bé của mình. Thì bình thường thì mình cũng cho các bé một ngày ăn 4-5kg rau. Thì mình sẽ dùng cái số tiền của chị Hạnh đó là mua củ dền, cà rốt, bí đỏ với cải bắp rồi cho các bé ăn rồi. Chung với lại xương gà rồi gan này kia rồi đó. Rồi à, có cái này anh nói thêm với em với lại bạn Lon nghe nè. À, vừa rồi á, là em Tâm chia qua cho em sao đó anh không biết ha, nhưng mà thật sự ra em Tâm này á là có được một Mạnh Thường Quân tên là bạn Bạch Long Nhi gửi cho 1,3 triệu đưa cho em Tâm. Cái đó là phần tiền của em Tâm cho em Tâm thôi, mà anh với em Tâm là gọi điện nói chuyện với nhau mà em Tâm nghe không rõ. Rồi em Tâm tưởng đâu là mua cho 3 trạm, ra anh Tâm mua thịt chia ra 3 trạm sao đó, đúng không? À, cái đó thì anh không biết, thì mà anh cũng hy vọng rằng là thôi ba anh em ở chung thì có gì là mình chia sẻ lại. Tại cái đó là em tâm nghe cũng không rõ sao đó, chứ có phần tiền đó là 1,3 triệu đó là của chị Bạch Long Nhi gửi cho em Tâm ha, chứ không phải là gửi cho 3 trạm mà em Tâm nghe không rõ chia làm 3 luôn. Dạ thôi em sẽ gửi lại cái phần đó để cho không cần đâu, thì bây giờ cũng ấy rồi, nhưng mà con cái là mình ở chung một mảnh đất thì giống như chung một căn nhà rồi. Thì có gì đó mình đùm bọc lẫn nhau ha. Các bé ở đây đều là cơ nhở hết, đều là đáng thương hết, nên tất cả đều là thương tụi nó hết. Dạ hôm nay em rất là mừng luôn, đã được anh Siêu Nhân đến đây gửi cái phần quà của tất cả các Mạnh Thường Quân. Thì em cũng xin chúc chị Hạnh một Mạnh Thường Quân mà đã thương yêu và muốn giấu tên, nhưng mà bậy bà... chị Hạnh là không có giấu tên rồi, một Mạnh Thường Quân giấu tên là khác nữa. Đúng rồi, cái chị mà giấu tên á, giấu tên thì đã thương các bé, giúp đỡ các bé là 600kg gạo, 500kg gạo. Đúng rồi. Thì rất là cảm ơn tấm lòng của các chị đã giúp đỡ cho mình để mình cố gắng chăm sóc các con cho thật tốt. Dạ rồi. Cảm ơn chúc các chị và mọi người thật nhiều sức khỏe và bình an, rồi. Bình an trong cuộc sống này. Rồi. Thì Siêu Nhân cũng xin đại diện chú kênh chân thành cảm ơn một Mạnh Thường Quân xin dấu tên rất là nhiều. Và cảm ơn chị Hạnh Cam Ranh. Và Siêu Nhân cũng xin cảm ơn bạn Bạch Long Nhi luôn. Bạn Bạch Long Nhi vừa rồi đã gửi cho em Tâm, nhưng mà lỗi là chắc do Siêu Nhân với em Tâm hai bên nói chuyện mà em Tâm nghe không rõ. Nhưng mà đây cũng là chung một nhà hết, mong rằng bạn Bạch Long Nhi cũng thông cảm dùm cho Siêu Nhân ha. Rồi Siêu Nhân xin kính chúc tất cả quý vị mình luôn luôn được nhiều sức khỏe và bình an. Rồi chúc em được nhiều sức khỏe, chăm lo các bé nha. Rồi ba. Rồi ba em. Rồi. Chúc anh Siêu Nhân khỏe nha. Rồi. Cảm ơn em anh rất nhiều. Rồi.